Nơi đây là vườn Lộc Quỷ, nơi Đức Phật chuyển pháp luân. Isipatanak. Thành Ba La Nại. Thamekha, nhưng mà cái tên nguyên gốc của nó là tháp luân Thammacakkastupa. Tháp luân là nơi mà lưu lại ngày xưa Đức Phật thuyết bài kinh chuyển pháp luân, nhau năm anh em ngày kêu trang nghĩ ở đây. Và cái bảo tháp này cũng được xây từ cái thời vua A Dục, rồi cũng được qua nhiều đời người ta trùng tu và xây dựng cao lên đó. Hiện giờ cái tháp này đó là cao là 28,5 mét ở phía dưới này á, và còn lên trên cao đó nữa đó là 33,35 mét, và tổng như vậy tổng số chiều cao từ luôn từ dưới cái bề mà lên tới trên đỉnh là 39,05 mét. Thì cái bảo tháp này á, là cũng được trong cái bảo tháp này đó, khi mà các nhà khảo cổ học cũng người ta khai quật đó, thì người ta tìm ra được một cái bình đựng xả lời của Đức Phật, và trên cái bình đựng xả lời đó đó là cũng có thêm một cái tấm nữa, một cái tấm bia, và trên cái tấm bia đó đó là có ghi cái câu là Ye Tamma Hetu Khabhava, tức là cái các pháp nào mà có nhân duyên, do nhân duyên mà sanh thì các pháp đó cũng do nhân duyên mà diệt. Và cái bản kính đó đó, cái bia đó đó được viết bằng tiếng Brahmi, và vào khoảng thế kỷ thứ 6, thứ 7 sau Công Nguyên. Rồi sau thì nơi đây là cái nơi mà Đức Phật thuyết bài kinh chuyển Phật Luân, và cái tên của cái thành phố đó cũng hồi đó là tên cái chỗ này gọi là Migadaya, tức là vườn Nai. Và cái tên mới của cái thành phố này là Saranath, mình hay nghe chữ Saranath thì chữ Saranath đó là Saranganath, Natanatha tức là chủ là vua, và Saranga là cung Nai, tức là Lộc Vương là vua của các loài Nai. Thì lát nữa mà mình vào đây mình đi nhiều xung quanh bảo tháp này ha, xong rồi mình sẽ có bên kia đó, vật vật con của mình đó. Rồi mình đi vòng con nữa đó, mình qua thì mình sẽ thấy cột trụ đạo của vua A Dục như vậy.
bị gãy mà người ta để làm ở trong một cái dựng cái chỗ người ta vẫn còn lưu lại để mình tu mình thơ. Bên kia có thêm một cái bảo tháp mà hình vuông tròn mình mới đi qua nữa là tháp Pháp Vương, và có một cái nơi là gọi là hương thất của Đức Phật. Ngày xưa mà ngài nhập thất đầu tiên ở đấy, ngài nhập hà đó thì vẫn còn hương thất, và nơi mà ngài đồ thanh niên giá pháp đó. Mà không chỉ con có nói là sau khi về đồ năm anh em ngài kêu tân nhớ đó, tiếp theo ngài đồ công tử giá sao là cùng ngay tại cái chỗ bên kia. Và thì bây giờ đó, đây là cái bảo tháp này, chị mình thấy đó là có một số nơi đó, một số thì là bị bóng ra rồi, còn những một số chỗ đó thì trên cái tạc đá đó là vẫn còn khắc cái hoa văn, đá khắc hoa văn rất là đẹp ở dưới cái con này. Và trên bên kia đó thì chỉ con là gạch thôi, còn dưới này đây bên ngoài đó, là được thảm bằng cả cái lớp đá được hoa văn. Thì từ thời vua A Dục hết rồi sau này thì có các thời đại người ta tôn tượng thì càng ngày là càng cao lên, hiện giờ là cao tới 39 mét hết, 39,5 mét. Rồi bây giờ ở đây là người ta đi họ người ta đi nhiều nhiều thảo, phân lớn người ta con bắn dẹp bắn dây không à, thành ra là